thành phố, Hồ Chí Minh sắp có quy định tách thửa mới. Sau 3 năm tiếp thu ý kiến từ các sở, ngành, giai đoạn 2021-2023, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, Hồ Chí Minh đã nhiều lần chỉnh sửa dự thảo quy định tách thửa đất, hiện đang tổ chức phản biện xã hội. Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường, Tài nguyên và Môi trường, thành phố, Hồ Chí Minh thông tin về tiến độ thực hiện dự thảo quyết định quy định điều kiện tách thửa và hợp thửa trên địa bàn thành phố. Quyết định này sẽ thay thế quyết định số 62/2017 quy UBND ngày 5 tháng 12 năm 2017 quy định diện tích tối thiểu tách thửa, quyết định 60. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, sau khi sơ kết công tác tách thửa trên địa bàn thành phố, Hồ Chí Minh theo quyết định 60 vào tháng 3 năm 2020, đơn vị đã dự thảo quy định và chuyển các sở, ngành và ủy ban nhân dân các quận huyện và thành phố, Thủ Đức có ý kiến góp ý. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố. Hồ Chí Minh đã chỉnh sửa nhiều lần vào các năm 2012, 2022 và 2023. Như vậy, theo góp ý của Sở Tư pháp thành phố, Hồ Chí Minh, Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển lại dự thảo đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh để cơ quan này cho ý kiến. Về tiến độ thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện nay đơn vị đang phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phản biện xã hội đối với dự thảo quy định về điều kiện tách thửa và hợp thửa trước khi trình Ủy ban nhân dân TPHCM xem xét, quyết định. Quyết định 60 quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Trong đó, có các quy định về tách thửa đất có hình thành đường giao thông, tách thửa đất nông nghiệp, tách thửa đất phi nông nghiệp. Tuy nhiên, sau khi nghị định số 148-2020 cp của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai 2013, nghị định 148, có hiệu lực thi hành từ ngày 8 tháng 2 năm 2021, Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố. Hồ Chí Minh nhận thấy quy định tách thửa có hình thành đường giao thông của quyết định 60 không còn phù hợp với nghị định này. Do đó, tháng 4 năm 2021, Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố. Hồ Chí Minh có văn bản hướng dẫn nội bộ đề nghị tạm ngưng nhận hồ sơ giải quyết các trường hợp tách thửa đất trong thời gian chờ điều chỉnh quyết định 60 kể từ thời điểm đó đến nay thành phố hồ chí minh vẫn chưa ban hành quyết định tách thửa thay thế ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất của người dân